Ông Kishi Nobuo cho biết tên lửa này có thể bay xa khoảng 300 km và việc lấy dữ liệu tiếp theo đang được thực hiện. Tên lửa đã rơi xuống gần khu vực biển phía đông của Triều Tiên, nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Theo xác nhận ban đầu của lực lượng an ninh biển Nhật Bản, đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin nào liên quan đến thiệt hại về tàu thuyền. Chính phủ Nhật Bản cũng đã triệu tập nhóm ứng phó khẩn cấp để thu thập thông tin và kiểm tra thiệt hại nếu có do vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngoại trưởng nhật bản hayashi trong một phát biểu trên truyền hình nhk sáng nay cũng nhận định rằng nhật bản sẽ phân tích vụ phóng tên lửa này có liên quan gì đến xung đột nga ukraine hay không với ý đồ là gì để đưa ra những phương án chuẩn bị thích hợp một cựu tướng hải quân của nhật bản phân tích rằng đây là phản ứng đầu tiên của triều tiên đối với xung đột giữa nga và ukraine thể hiện sự phê phán với ý nghĩa mỹ phải có trách nhiệm đối với những gì đã xảy ra đồng thời xem phản ứng của mỹ trong bối cảnh quân sự đang leo thang tại ukraine trong khi đó, Hội đồng Tham mưu Tổng hợp Quân đội Hàn Quốc cho biết, một vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo đã được phóng vào sáng nay từ khu vực gần sân bay quốc tế Bình Nhưỡng của Triều Tiên hướng về phía Bình Nhật Bản. Hiện quân đội Mỹ cũng đang phân tích dữ liệu. Đây là lần thứ 8 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tính từ đầu năm nay. Vào tháng này, từ khi Olympic Bắc Kinh khai mạc đến khi bế mạc, Triều Tiên đã không phóng tên lửa lần nào, nào. Nhưng sự kiện vừa kết thúc, Triều Tiên đã tiếp tục phóng tên lửa, đây được xem là sự khẳng định của triều tiên rằng nước này vẫn không từ bỏ phát triển hạt nhân và tên lửa